con nhìn cô rồi con lại lại không hiểu rằng một ngày nào đó con không còn đứng trên sân khấu nữa thì cảm giác đó như thế nào? Con cảm ơn chương trình. Nếu như không có chương trình Hát Mãi Ước Mơ này thì con không thể biết được cô Trang Thanh Xuân lại có một cái cuộc sống như vậy đâu. Con không biết một người nghệ sĩ tên tuổi lừng danh của thập niên 80 mà bây giờ phải như thế này. Câu chuyện tiếp theo của chúng ta sẽ liên quan đến một người nghệ sĩ. Và khi thời thanh xuân đã đi qua, thời hoàng kim đã không còn nữa, thì không phải người nghệ sĩ nào cũng may mắn có được một cuộc sống ổn định. Câu chuyện tiếp theo của chúng ta sẽ liên quan đến một người nghệ sĩ cũng đã từng một thời đứng trên sân khấu, đã từng có được những vinh quang như thế. Xin mời mọi người cùng theo dõi. Chào quý vị khán giả, mình tên là Hồng Ân. Thì thông qua một người bạn, mình biết được hoàn cảnh của cô Thanh Xuân và Thanh Đào là hiện giờ đang có hoàn cảnh rất là khó khăn. Và hai cô đang sống một mình và đang bị bệnh rất nặng. Và mỗi ngày cô cũng đều cố gắng để mà đi bán vé số để trang trải cuộc sống của mình ở trong cái điều kiện nó rất là khó khăn và đáng thương. Tôi là nghệ sĩ Trang Thanh Xuân. Năm nay tôi 71 tuổi. Tôi vô nghề lúc 14 tuổi là đi đoàn ban thiếu nhi qua thế hệ trên đài truyền hình. Sau đó là tôi đi đoàn Thái Dương thành được Phượng Liên. Sau đó nữa là tôi đi đoàn Thái Dương, Úc Trà Ôn, Ngọc Bích. Sau đó là tôi về đoàn Hương và Thảo Phương Bình. Sau đó nữa là tôi về đoàn Việt Nam Minh Dương. Năm 75 là tôi vẫn còn ở đoàn Minh Dương Việt Nam. Sau ngày giải phóng thì tôi đi hát với Sông Bé Hai, với nghệ sĩ Vũ Linh, Minh Tâm, Giang Châu. Rồi sau tôi có về Quỳnh Long, có về Minh Cơ. Thì sau đó là tôi bị bệnh tim, tôi không đứng sân khấu được nữa. Tôi phải giải nghệ. Thì tôi về thì mình cũng không biết buôn bán gì. Tôi đi nấu bắp á. Thì đẩy xe đi bán. Mà nấu bắp thì đi đẩy đi bán được, mà cứ nồi bắp bắt lên nồi với bắt xuống bắt không được, nặng quá. Rồi không lẽ mình có phải nhờ lối xóm hoài cũng không được. Thế là tôi lại đổi qua tôi bán chè chuối chân. Thì bán cũng không được đắt ế ẩm quá. Sau đó thì tôi lại đi bán vé số. Và tới bây giờ tôi bán vé số được mấy chục năm. Cái phòng này là tôi với cô nghệ sĩ Thanh Đào em tôi đó thuê, thì phòng cũng nhỏ. Bên đó thôi thì cái giường để cho cô Thanh Đào, còn tôi ngủ bên đây thì nó cũng ngắn lắm. Cái nằm rồi mình phải đưa dư cái cẳng ra đây. Thì đây là đồ đạc nhà, phòng cũng nhỏ. Thời gian đầu giải nghệ thì tôi rất nhớ sân khấu. Tôi đi bán vé số đó, mà tôi nghe Vũ Linh hay là anh Minh Dương nó ca đằng kia, hát trên đài ca đằng kia, thật sự là tôi rất là đau lòng. Nhưng mà bệnh hoạn rồi, đứng sân khấu không được. Không được, phải chấp nhận. Bây giờ em tôi nghệ sĩ Thanh Đào cũng đi bán cái số. Tôi thì tiêm tôi hai thứ rối loạn tiền đình, huyết áp cẳng thì thôi, quá khó khăn tỉnh mệt. Anh thương nghệ sĩ Thanh Đào bỏ cắt bỏ thì không ai bằng trứng cũng quỵnh quạng rồi. Một ngày thì tôi chỉ bán được khoảng 50 tờ vé số. Ngày thì Thanh Đào em tôi được khoảng 45 tờ. Tại vì đau bệnh quá đi không có nổi. Những ngày mà mưa đó thì bán ít lắm, bán không có đủ tới 50 vé nữa.
về nấu nồi cơm lên, mua 10.000 đồ ăn, ăn qua ngày. Thì thông qua chương trình, Hồng Ân mong muốn là đóng góp cái lời ca tiếng hát của mình để mong là có thể góp một phần chút sức lực nào đó để giúp đỡ cho cô. Thầm tâm tôi muốn kiếp vươn tới cho em. Thưa quý vị, có lẽ bởi vì đây là câu chuyện của một người nghệ sĩ, cho nên là Đại Nghĩa cũng như là các anh chị em có mặt ở đây có rất là nhiều sự đồng cảm. Cho nên khi Ân vừa cất lên câu hát đầu tiên thôi là chúng tôi đã không kềm được cảm xúc của mình. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã mang đến câu chuyện của một người nghệ sĩ sau khi đã từ giã sân khấu. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng không có mời cô đến đây được, bởi vì sức khỏe của cô không tốt. Cho nên là chúng ta cũng sẽ có một cái sự kết nối bằng hình thức gọi điện cho cô. Xin mời chương trình. Dạ con xin chào cô ạ. Chào con. Dạ con là Đại Nghĩa, đến từ chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Trước tiên con muốn hỏi thăm hôm nay sức khỏe của cô như thế nào rồi ạ? Cô bị mấy ngày trước cô rối loạn tiền đình đó, cô chóng mặt dữ lắm. Dạ. Hôm nay cô cũng còn chóng mặt quay quay rồi cô bị tim á. Dạ, con Kim Tử Long chào cô Xuân. Cô chào Kim Tử Long. Từ nãy giờ con xem mà con rớt nước mắt. Cô ơi, năm nay con cũng 56 tuổi rồi. Con nhìn cô rồi con lại không hiểu rằng một ngày nào đó con không còn đứng trên sân khấu nữa thì cảm giác đó như thế nào? Cô ơi, cô đừng khóc nữa. Con cảm ơn chương trình. Nếu như không có chương trình Hát Mãi Ước Mơ này thì con không thể biết được cô Trang Thanh Xuân lại có một cái cuộc sống như vậy đâu. Con không biết một người nghệ sĩ tên tuổi lừng danh của thập niên 80 mà bây giờ phải như thế này. Thôi thì con xin gửi cô 5 triệu. Con thương lắm trời, con không biết nói sao luôn. Con bị nhức đầu luôn. Con gửi cô một món quà nhỏ nhỏ 10 triệu nha. Gửi nó đấy, được cho em cầm nha. Thương lắm cô ơi. Cảm ơn. Con đây con gửi cho cô 5 triệu. Cảm ơn cô. Em chưa kịp nói với cô vài lời. Tại vì em có một người anh, thì anh này á, ảnh cũng có một cái quỹ để dành cho những nghệ sĩ, những người làm nhạc công hay những người làm trong nghệ thuật mà đã lớn tuổi và không có còn làm nghề được và đang khó khăn, thì ảnh sẽ có trợ cấp mỗi tháng. Thì em sẽ xin chương trình cái địa chỉ hay là cái số điện thoại của cô để em sẽ kết nối với anh bạn của mình, để anh có thể có cái sự giúp đỡ cho hai chị em cô mỗi tháng, trợ cấp hàng tháng luôn. Còn bản thân em thì em cũng xin gửi cô 5 triệu để cô cùng với em của mình trang trải cuộc sống. Cảm ơn Trâm, cảm ơn các vị giám khảo. Bây giờ anh muốn hỏi Ân một chút nè. Ân có đến nhà của cô chưa, có đến căn phòng này của cô chưa em? Dạ em có đến. Ở đâu vậy em? Ở quận 8 anh. Anh sẽ đến trực tiếp để gặp cô. Và anh cũng sẽ gửi cho cô một số tiền là 5 triệu đồng để hỗ trợ cho cô trong cái cuộc sống hiện nay, để phần nào có thể giúp cô vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này.